Nó hay dũng mãnh cứu chủ, trải qua các thời đại lịch sử đã nói về việc trung nghĩa của ngựa giỏi. Bồ Tát có voi báu, ngựa hay hiếm có trên đời như vậy. Ngài cũng chẳng dùng hưởng thụ riêng mình mà là đem phụng dưỡng cha mẹ, làm công cụ đi lại cho cha mẹ, để cho cha mẹ đi lại phương tiện mà còn an toàn tự tại, hoặc hiến dâng cho sư trưởng thiện tri thức, hoặc bố thí cho những người nghèo khổ, thiếu thốn, bệnh tật, suy nhược, khổ não, khiến cho họ đi lại phương tiện, an ổn, tự tại. Tâm của Bồ Tát từ bi khoáng đạt, phàm là vật chất bố thí cho người, Ngài chưa từng sinh tâm hối tiếc, tính toán, tham sẻn, chỉ có tăng trưởng thêm tâm hoan hỷ, mà còn vui mừng mình có tài năng bố thí, có cơ hội bố thí. Trong xã hội có nhiều người có tiền tài sức lực, nhưng họ chẳng bố thí được, kêu họ đem một xu để làm lợi ích thiên hạ, họ đều chẳng làm được. Có người muốn hành bố thí, lại chẳng biết bố thí ở đâu, tìm đối tượng tiếp nhận bố thí tìm chẳng được. Cho nên Bồ Tát vui mừng, Ngài bố thí ba thứ đều không, tiền tài, vật chất, người nhận, chẳng chấp về công đức. Bồ Tát một mặt vui mừng về có cơ hội bố thí, đồng thời Ngài đối với chúng sinh sinh tâm từ bi thương xót, quan sát khổ nạn của chúng sinh thật là trùng trùng vô tận. Bồ Tát tế độ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, đó đều là đang tu Bồ Tát đạo, tích tụ công đức, dùng đức tính thanh tịnh tu được, tài bồi tâm Bồ Tát khiến cho thanh tịnh không dơ bẩn. Bồ Tát đem căn lành công đức, bố thí voi báu ngựa báu, hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Ngài phát nguyện rằng, tôi nguyện cho tất cả chúng sinh thường trụ nơi xe điều thuận, ngày ngày tăng trưởng công đức như Bồ Tát tu, lại nguyện cho tất cả chúng sinh được xe pháp môn phương tiện khéo léo, có thể tùy ý trình ra pháp của chư Phật nói. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được xe tin sâu Phật pháp, lại có thể minh bạch các pháp thời tướng, khắp chiếu soi trí huệ vô ngại của chư Phật và mười lực của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được xe thú pháp, có thể khắp phát hưng tất cả nguyện lớn, tức là nguyện lớn lợi ích chúng sinh, phát đến sáu cõi, bốn loài sinh, đi độ chúng sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ bình đẳng xe ba la mật, thành tựu viên mãn tất cả căn lành bình đẳng. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu xe báu, sinh ra các Phật pháp vô thượng trí bảo. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu xe Bồ Tát hạnh trang nghiêm, nở các hoa tam muội của Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh được xe nhanh chóng vô biên, nơi vô số kiếp tịnh Bồ Đề tâm, tinh tấn suy ngẫm thấu đạt các pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu xa lớn tối thắng điều thuận, dùng phương tiện khéo léo đủ bậc Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu xa lớn cao rộng kiên cố nhất, chuyên trở khắp tất cả chúng sinh đều đến được bậc nhất thiết trí. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí vòi ngựa, vì khiến cho chúng sinh đều được ngồi xe trí vô ngại, viên mãn rốt ráo đến Phật thừa. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ bình đẳng mỗi xe ba la mật, sáu ba la mật đến bờ bên kia, thành tựu viên mãn đầy đủ tất cả các lành bình đẳng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu xe báu, sinh ra các Phật pháp bảo nhất thiết trí tối cao vô thượng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu xe đại thừa Bồ Tát hạnh trang nghiêm, nở ra đủ thứ hoa chánh định của Bồ Tát tu. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được xe nhanh chóng vô biên, ở trong vô lượng kiếp thanh tịnh tâm Bồ Tát, do đó có thể chứng minh công phu thanh tịnh tâm ý chẳng phải là trong thời gian ngắn mà làm được. Bồ Tát đều phải trải qua vô lượng kiếp mới làm cho tâm thanh tịnh, e rằng chúng sinh tu hành chẳng dễ gì làm cho vọng tưởng ngưng bặt. Tinh tấn suy ngẫm là phải ở chỗ tinh vi nhất, dùng tâm suy tư mới thấu hiểu chân lý, chân thật lý thể của các pháp. Giả sử không thể tinh tấn tinh tế suy ngẫm thì không thể nào minh bạch các pháp được, cũng không thể viên mãn Bồ Đề. Cho nên Bồ Tát hy vọng chúng sinh đều tinh cần suy ngẫm mới mong cầu thấu đạt được các pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu xa lớn thù thắng nhất, điều thuận nhất, dùng phương pháp phương tiện khéo léo điều thuận tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều vào được pháp môn đại thừa, đầy đủ công đức của bậc Bồ Tát. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe lớn cao nhất, rộng rãi nhất, kiên cố nhất, khắp trên trời tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều đạt được đủ bậc nhất thiết trí thành quả vị Phật. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí voi báu, ngựa báu. Mục đích là vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được ngồi xe trí huệ không chướng ngại, viên mãn sáu độ vạn hạnh,
rốt ráo đến bờ Niết Bàn, quả vị Phật thừa. Phật tử khi Đại Bồ Tát bố thí tòa hoặc bố thí tòa sư tử, tòa đó cao rộng tốt đẹp, thù thắng đặc biệt, dùng lưu ly làm chân, vàng sợi làm thành, y phục mềm mại răng bày ở trên, dựng các tràng báu, dùng các hương quý, có vô lượng đồ tạp báu trang nghiêm dùng làm nghiêm sức, lưới vàng che phủ phía trên, chuông báu gió thổi vang ra âm thanh vi diệu, dùng vạn cách nghiêm sức, khắp chung quanh các báu chân kỳ, tất cả thần dân cùng nhau chiêm ngưỡng. Lễ quán đảnh đại vương, chỉ mình vua ngồi trên tòa, tuyên bố pháp hóa, vạn bang đều tôn phụng. Vua đó lại dùng báu đẹp trang nghiêm thân mình, đó là báu Phổ Quang Minh, báu Đế Thanh, báu Đại Đế Thanh, báu Thắng Tạng Mani, phát ra ánh sáng thanh tịnh như mặt trời, mát mẻ như mặt trăng, bày bố khắp chung quanh, ví như các vì sao, thượng diệu trang nghiêm, bậc nhất không ai bằng, hải châu diệu báu, hải kiên cố tràng báu, kỳ phan dị biểu, đủ thứ trang nghiêm ở trong đại chúng, tôn quý nhất, thủ thắng nhất, lụa báu vàng diêm phù đè địa cấu, dùng làm mã đội đầu. An hưởng ngôi quán đảnh rồi, trở thành vua cõi Diêm Phù Đà, đầy đủ vô lượng sức oai đức lớn, lấy từ bi làm chủ, hàng phục các oán địch, ra lệnh thi hành, chẳng có ai mà không thuận. Các vị đệ tử của Phật, khi Đại Bồ Tát bố thí tòa báu, thì Ngài hoặc đem tòa báu sư tử của mình ngồi, bố thí cho chúng sinh, tòa báu đó rất cao lớn, rất rộng rãi, rất thù thắng, đặc biệt tốt đẹp, dùng lưu ly làm chân ghế, dùng vàng sợi kết thành, đệm tòa rất mềm mại, có y phục bày trên tòa, phía trên tòa báu dựng tràng báu và còn xông lên hương thơm quý, lại dùng rất nhiều các thứ châu báu làm thành đủ thứ vật nghiêm sức dùng để trang nghiêm tòa báu. Sợi vàng thật kết thành lưới răng che phía trên, bốn phía treo các chuông báu, khi gió thổi rung động phát ra âm thanh vi diệu, có hàng vạn chân báu kỳ lạ nghiêm sức la liệt các bốn phía trên dưới tòa. Tất cả thần dân đều đến chiêm ngưỡng tòa báu đó. Ông vua sau khi thọ lễ quán đảnh rồi, ông ta một mình ngồi trên tòa báu sư tử. Khi ông vua ngồi trên tòa báu, tuyên cáo tất cả mệnh lệnh, giáo hóa chúng sinh, ngoài nhân dân cõi nước của mình hoan hô phụng hành, hết thảy cõi nước lớn nhỏ xa gần đều thuận theo mạng lệnh của ông vua. Vị vua quán đảnh đó lại dùng đủ thứ báu đẹp chân kỳ để trang nghiêm thân của ông ta, làm tăng thêm oai đức của ông ta. Báu đẹp mà ông ta dùng là báu Phổ Quang Minh, báu Đế Thanh, báu Đại Đế Thanh, báu Thắng Tạng Mani. Những quang minh của các thứ báu đó sáng thanh tịnh như ánh sáng của mặt trời, phát ra một thứ khí mát mẻ giống như trăng rằm. Bốn phía nghiêm sức là liệt các châu báu, ánh sáng tỏa ra sáng lạ giống như các vì sao đêm khuya. Sự trang nghiêm tốt đẹp nhất, tối thượng nhất đó trong nhân gian trên trời có thể gọi là bậc nhất, chẳng có gì có thể sánh bằng. Trong biển lại có báu đẹp rất thù thắng đặc biệt, tràng báu hải kiên cố, phía trên ngọc đó thiên nhiên sinh ra những tia văn bên ngoài cũng rất đặc biệt, đủ thứ sự trang nghiêm có hình dung hết được, ở trong đại chúng phải gọi là tôn quý nhất, thù thắng nhất. Lại dùng vàng diêm phù đàn và lụa báu thanh tịnh nhất, chẳng có chút nhiễm ô nào, tạo thành các mão để vua đội. Ông vua ăn hưởng địa vị quán đảnh, làm ông vua lớn cõi Diêm Phù Đà, ông ta đầy đủ vô lượng sức oai đức lớn, song chẳng phải ông ta dùng oai võ để chinh phục người, mà là dùng từ bi làm chủ, giáo hóa chúng sinh đều phụng hành năm giới 10 điều lành. Ông ta thi hành nhân chánh như thế, hàng phục những oán địch chưa từng thọ mạng, khiến cho họ thọ đức hóa, tâm vui vẻ thành phục làm dân lành của ông ta. Sự giáo hóa và mạng lệnh của ông ta đến đâu, mọi người thảy đều thuận theo. Bấy giờ vua chuyển luân vương, dùng trăm ngàn vạn ức vô lượng vô số tòa trang nghiêm như vậy, bố thí cho Như Lai ruộng phước bậc nhất và các Bồ Tát, Trần Thiện Trí Thức, Hiền Thánh, Tăng Bảo, Pháp Sư Thuyết Pháp, Cha Mẹ Tôn Thân, Thanh Văn Độc Giác và những người phát tâm hướng về Bồ Tát Thừa hoặc Tháp của Như Lai, cho đến tất cả những kẻ bần cùng cô nhi, tùy theo chỗ họ cần, thảy đều bố thí cho. Lúc bấy giờ vua chuyển luân thánh vương, kinh văn ở trước đã từng nói Bồ Tát thị hiện ông vua nước lớn, che khắp mười phương. Ông vua nước lớn đó dùng nhân đức thống trị bốn phương, giáo hóa chúng sinh, tức là vua chuyển luân thánh vương. Bấy giờ ông ta dùng trăm ngàn vạn ức, vô lượng số tòa báu trang nghiêm bố thí cúng dường cho Như Lai để cầu ruộng phước bậc nhất. Cũng bố thí cho các vị Bồ Tát, cùng với chân thật minh nhãn thiện tri thức hiền thánh tăng bảo,
Các pháp sư hoằng pháp lợi sinh sẽ nói Phật pháp, cha mẹ của mình, tôn thân trong dòng dõi, các bậc thánh, thanh văn và độc giác, cùng với tứ chúng đệ tử phát tâm bồ đề, tu đạo bồ tát đại thừa. Hoặc bố thí cúng dường tháp miếu thờ xá lợi của Phật cho đến những kẻ bần cùng cô nhi, già trẻ đáng thương, bất luận là sang hèn, bồ tát thể đều bình đẳng bố thí. Tùy theo chỗ họ cần khiến cho họ mãn tâm nguyện mà sinh tâm đại hoan hỷ. Đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi tòa bồ đề đều được giác ngộ chánh pháp của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi tòa tự tại đắc được pháp tự tại, các núi kim cang không thể hoại được, đều hàng phục được tất cả ma quân. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa sư tử tự tại của Phật, chỗ chiêm ngưỡng của tất cả chúng sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa báu trang nghiêm, có bất khả thuyết, đủ thứ thủ thắng vi diệu, nơi pháp tự tại giáo hóa dẫn dắt chúng sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa ba thứ thủ thắng nhất thế gian, ra căn lành rộng lớn nghiêm sức. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa khắp cùng bất khả thuyết thế giới, trong A Tăng kỳ kiếp khen ngợi cũng không hết được. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa phước đức rộng lớn thâm mật, thân hình sung mãn tất cả pháp giới. Bồ Tát đem căn lành bố thí tòa báu đối với tất cả chúng sinh hồi hướng như vậy. Ngài nói, tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều được ngồi trên tòa kim cang dưới cội bồ đề, giống như Phật dùng một thừa pháp khai ngộ chúng sinh, tòa ngộ chánh pháp của chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đến bồ đề ngồi trên tòa báu, đắc được tự tại thọ dụng của các pháp, kiên cố như núi kim cang, tất cả đều không thể lay động được tín niệm của họ, và hủy diệt hàng phục được tất cả dị luận ma quân của thiên ma ngoại đạo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa báu sư tử tự tại của Phật, hết thảy chúng sinh đều vui mừng đến nhìn tòa báu đó. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa báu thủ đặc trang nghiêm, chỗ tốt đẹp của nó không thể nào dùng văn tự lời lẽ để hình dung được. Đối với các pháp thông đạt vô ngại, dùng để giáo hóa chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh, tùy thời tùy lúc đều nhậm phận tự như viên dung tự tại. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa báu ba thứ thủ thắng nhất trên thế gian: một, chánh giác thế gian; hai, hữu tình thế gian; ba, khí thế gian. Thứ tòa báu đó dùng căn lành rộng lớn để trang nghiêm. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa báu lớn bất khả thuyết, cho nên dù có khen ngợi những ưu điểm của nó trải qua A Tăng kỳ kiếp cũng nói không hết được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa báu phước đức vô lượng rộng lớn, như hư không thâm mật như biển cả, pháp thần sùng mãn tất cả pháp giới. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa báu đủ thứ không thể nghĩ bàn, tùy theo nguyện xưa chỗ niệm của chúng sinh rộng mở pháp thí. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa tốt lành hiện thần thông của chư Phật bất khả thuyết. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tất cả tòa báu, tất cả tòa hương, tất cả tòa hoa, tất cả tòa y phục, tất cả tòa man, tất cả tòa mani, tất cả tòa báu đủ thứ lưu ly, thảy đều không thể nghĩ bàn, vô lượng bất khả thuyết tòa thế giới, tất cả tòa thanh tịnh trang nghiêm thế gian, tất cả tòa kim cang thị hiện oai đức tự tại của Như Lai, thành tối chánh giác. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí tòa báu, vì khiến cho chúng sinh đắc được tòa Đại Bồ Đề, lìa thế gian tự nhiên giác ngộ tất cả Phật Pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa báu đủ thứ không thể nghĩ bàn, tùy theo thuở xưa họ đã phát tâm nguyện và họ nhớ ý niệm của chúng sinh khắp rộng mở pháp hội, thuyết pháp cho chúng sinh, tác pháp, bố thí. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa báu tốt đẹp, khi ngồi trên tòa báu đó thì có thể thị hiện đủ thứ đại thần thông giống như chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tất cả tòa báu, đắc được tất cả tòa hương, đắc được tất cả tòa hoa, đắc được tất cả tòa y phục, đắc được tất cả tòa man, đắc được tất cả tòa báu mani, đắc được tất cả tòa báu làm bằng lưu ly tinh xảo không thể nghĩ bàn, tòa báu vô lượng số thế giới bất khả thuyết, tất cả tòa báu thành tịnh nhất, trang nghiêm nhất trong thế gian, tất cả tòa báu làm bằng kim cang, cho nên thị hiện đại oai đức, đại tự tại, đại thần thông của Như Lai, có thể thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là tu pháp môn hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát, đem căn lành công đức của Ngài tu bố thí đủ thứ tòa báu hồi hướng cho chúng sinh, là vì hy vọng chúng sinh đắc được lợi ích, có thể đắc được tòa báu Đại Bồ Đề, lìa khỏi thế gian, tự nhiên giác ngộ Phật Pháp của mười phương chư Phật nói, rốt ráo tỏ ngộ chân đế của tất cả Phật Pháp,
Đó gọi là thành tựu huệ thân, chẳng do người khác mà ngộ. Phật tử, Đại Bồ Tát bố thí các lọng báu, lọng đó thù đặc tôn quý, dùng đủ thứ báu lớn để trang nghiêm. Trong lọng báu có trăm ngàn ức na do tha thứ thượng diệu tốt bậc nhất. Các thứ báu làm cáng, lưới đẹp phủ phía trên, chung quanh răng treo dây báu và linh bằng vàng. Chuỗi mani răng bảy thứ lớp, gió nhẹ thổi lay động, vang ra tiếng vi diệu hài hòa với nhau. Châu ngọc tạng báu đủ thứ đầy rẫy, vô lượng đồ chân quý đều dùng nghiêm sức. Trên đàn trầm thủy hương thơm sông khắp nơi, vàng diêm phù đàn quang minh thanh tịnh. Như vậy vô lượng trong ngàn ức na do tha a tăng kỳ, các báu vật tốt đẹp đầy đủ trang nghiêm, dùng tâm thanh tịnh dâng cúng Đức Phật và hết thảy chùa tháp. Sau khi Phật diệt độ hoặc vì pháp mà bố thí cho các Bồ Tát và bậc thiện tri thức pháp sư nổi tiếng, hoặc bố thí cho cha mẹ, hoặc bố thí cho tăng bảo, hoặc lại bố thí cho tất cả Phật pháp, hoặc bố thí đủ thứ ruộng phước chúng sinh, hoặc bố thí cho sư tăng và các bậc tôn túc, hoặc bố thí cho Bồ Tát mới phát tâm, cho đến tất cả những kẻ bần cùng cô nhi, tùy theo chỗ họ mong cầu, thảy đều bố thí cho. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát ngài lại bố thí đủ thứ lọng báu, lọng đó rất đặc biệt thù thắng, cũng rất tôn quý, vì dùng đủ thứ báu trang nghiêm. Trong trăm ngàn ước na do tha lọng báu thì những lọng này cũng được tôn là bậc nhất. Cán lọng chẳng phải làm bằng gỗ mà là dùng các thứ báu hợp thành, phía trên có lưới báu răng tre, bốn phía có dây báu và linh bằng vàng. Mani làm chuỗi răng treo có thứ lớp, khi gió nhẹ thổi thì vang ra tiếng vi diệu rất hài hòa êm tai. Trân châu ngọc ngà và các thứ tạng báu khác đầy rẫy ở phía trên lọng. Còn có vô lượng các báu lạ chân kỳ dùng để nghiêm sức lọng báu, lại dùng hương chiên đàn trầm thủy danh quý nhất để xông khắp lọng báu. Vàng diêm phù đề vừa phóng ra quang minh vừa thanh tịnh, bên ngoài lọng báu hiển lộ rất tôn quý, giống như tụ tập vô lượng trăm ngàn ước na do tha a tăng kỳ báu vật đầy đủ các màu trang sức nhất ở trên lọng báu đó.